Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Quý vị thân mến, hàng ngày trước khi đi ngủ thì quý vị thường làm gì ạ? Các chuyên gia sức khỏe cho biết đây là thời điểm quan trọng mà chúng ta nên chăm sóc sức khỏe. Thay vì bạn cứ ngồi xem điện thoại, lướt Facebook hay tán gẫu với bạn bè một cách vô bổ thì hãy thực hiện 7 động tác chăm sóc sức khỏe sau đây sẽ giúp bạn khỏe khoắn, hồi phục năng lượng sau một ngày dài học tập và làm việc, thậm chí còn giúp bạn có được giấc ngủ ngon và vóc dáng thon gọn, từ đó cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vậy trước khi đi ngủ thì chúng ta nên thực hiện những động tác gì và nếu thực hiện thường xuyên thì cơ thể chúng ta sẽ có những thay đổi tích cực như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các chuyên gia cho biết, những gì chúng ta làm trước khi đi ngủ có ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe và thần thái khuôn mặt vào ngày hôm sau. Hãy vận động nhẹ nhàng và khoa học bằng 7 động tác trước khi đi ngủ này. Bạn sẽ thấy được giấc ngủ của mình thật sâu và êm đềm. Hơn nữa là sự sảng khoái của cơ thể mỗi khi thức dậy. Động tác đầu tiên đó là kéo đầu gối. Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ ít nhất một lần bị đau đầu gối. Các nhà nghiên cứu thống kê, cứ 5 người thì có một người mắc bệnh đau đầu gối. Không có gì ngạc nhiên khi đầu gối của bạn luôn phải vận động để ngồi, đi, đứng, chạy bộ và gánh trọng lượng lớn của cơ thể. Theo năm tháng, đầu gối ngày càng lão hóa đi, bạn sẽ cảm giác các khớp gối không còn nghe lời mình khi tuổi về già. Tuy nhiên, để đầu gối vẫn hoạt động nhịp nhàng, bạn cần phải cố gắng luyện tập ngay từ bây giờ. Cách thực hiện như sau, đặt lưng phẳng trên tấm thảm. Thư giãn cổ của bạn và đặt hai tay đan chéo lên một đầu gối. Nhẹ nhàng kéo chân đó về phía ngực trong khi chân bên đối diện vẫn giữ thẳng trên sàn nhà. Chuyển tương tự với chân bên kia và cuối cùng là kéo cả hai chân. Động tác thứ hai là rắn hổ mang. Rắn hổ mang là một tư thế yoga cơ bản có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể và mang lại sự hỗ trợ lớn trong việc điều chỉnh sự mất thăng bằng, giúp giảm mỡ toàn thân. Cách thực hiện như sau, nằm trên bụng của bạn, hai bàn tay đặt song song với vai, sau đó đẩy mạnh cơ thể trong khi vẫn giữ hông trên sàn nhà. Đây là một động tác cực hữu ích và nó được coi như là cốt lõi của bài tập. Động tác thứ ba là tư thế đứa trẻ. Tư thế đứa trẻ giúp bạn thư giãn toàn thân, thả lỏng tâm trí, massage các cơ quan và nội tạng trong cơ thể. Ngoài ra, động tác này rất tốt cho lưng và vai. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên bạn hãy ngồi thẳng lưng, hít thật sâu, sau đó quỳ trên thảm và hai tay đặt ra xa. Hãy thả lỏng hông và kéo mông trở lại, trong khi hai tay cũng kéo theo để tăng cường lực. Gập người về phía trước, vươn thẳng tay qua đầu, hít thở đều, chậm và sâu. Hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống. Cơ thể thả lỏng, tập trung tâm trí vào hơi thở. Bạn có thể giữ tư thế này bao lâu tùy thích, sau đó từ từ nâng người lên, trở về tư thế ngồi thẳng. Động tác thứ tư là ngồi xoay. Bài tập này sẽ giúp săn chắc cơ, đặc biệt là cơ bụng, giúp cơ thể bạn dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Cách thực hiện như sau. Ngồi trên sàn nhà và giữ cho cơ thể phía trên cao. Đặt chân trái của bạn thẳng và phẳng trên sàn nhà. Dùng chân phải cong đầu gối của bạn và kéo chân vắt qua chân trái. Để khuỷu tay trái của bạn và đặt nó ở bên ngoài đầu gối phải. Nhẹ nhàng xoắn từ rốn của bạn. Sử dụng cánh tay của bạn để đẩy chân phải của bạn như đòn bẩy và sau đó xoay và nhìn lại. Giữ trong từ 15 cho đến 20 giây và chuyển bên. Động tác thứ 5 là gấp đoạn. Động tác này sẽ giúp cơ thể được thư giãn, đồng thời kéo cơ, giúp cơ thể bạn hoạt động linh hoạt hơn, khỏe khoắn hơn, ngăn ngừa được nhiều căn bệnh về viêm khớp, thấp khớp hiệu quả. Cách thực hiện như sau. Thả một chân phía sau và uốn cong chân khác của bạn ra phía trước trên sàn nhà. Dần dần bắt đầu vươn tay về phía trước và thả ngực xuống sàn. Động tác thứ 6 là cánh bướm. Với phụ nữ, động tác cánh bướm giúp phòng tránh bệnh phụ khoa, giảm tắc nghẽn và nâng cao sức khỏe vùng chậu, điều chỉnh rối loạn kinh nguyệt, giảm đau các khớp, chỉnh sửa dáng vóc mềm mại, giúp lưng thẳng, thư giãn các dây thần kinh và cảm xúc. Với đàn ông, động tác cánh bướm giúp giảm chứng yếu thận, đảm bảo sức khỏe của hệ thống sinh dục, tuyến tiền liệt, cơ quan sinh dục, thông tiểu, dưỡng thận. Tập thường xuyên, chức năng bài tiết sẽ được kích thích mạnh mẽ, chức năng tiết niệu vận hành thuận lợi, giảm đau thần kinh tọa, làm mềm các khớp, đi lại nhanh nhẹn và hoạt bát hơn. Cách thực hiện như sau. Ngồi trên sàn, hai chân cong và hai bàn chân đặt gần với nhau, hai tay ôm chặt đầu bàn chân và dùng gối đưa lên xuống nhịp nhàng như cánh bướm đang bay. Động tác thứ 7 là gác chân lên tường. Tư thế 1, bài tập gác chân giảm mỡ bụng lên tường truyền thống. Với bài tập truyền thống này, bạn sẽ giảm được mỡ bụng nhờ lực tác động lên vùng bụng trong suốt bài tập. Ngoài ra, tư thế gác chân lên tường giảm mỡ bụng này cũng giúp bạn thư giãn phần dưới của cơ thể rất hiệu quả. Cách thực hiện như sau.
Để bắt đầu, bạn nên nằm trên thảm đặt gần tường và thở sâu đều đặn. Sau đó thở ra và vung chân lên tường để chân và xương cụt của bạn sát tường. Nếu bạn thấy khó chịu ở phần lưng dưới, hãy điều chỉnh cơ thể hơi lùi ra khỏi tường để xương cụt không sát vào đó nữa. Giữ thẳng cột sống và uốn cong đầu gối một chút để xương bánh chè của bạn không bị áp lực. Khi hạ chân xuống, lưu ý co chân, gập đầu gối, sau đó nâng người và đầu dậy theo tư thế ôm chặt đầu gối. Tư thế 2, gác chân lên tường hình chữ V. Tư thế gác chân lên tường này không chỉ giúp bạn giảm mỡ bụng mà còn giúp mở rộng hông và kéo dài chân nữa. Cách thực hiện như sau. Chuẩn bị ở tư thế đầu tiên, sau đó dần dần dang rộng hai chân sang hai bên tạo thành hình chữ V. Giữ thẳng lưng và lùi dần phần xương cụt vào gần tường. Đừng cố tình kéo chân bạn xuống bằng lực của mình mà hãy để trọng lực kéo dần dần xuống hai bên. Tư thế 3, gác chân lên tường hình chữ V kết hợp gập đầu gối. Tư thế này giúp kích thích các cơ quan tiêu hóa, từ đó loại bỏ chất dư thừa ra khỏi cơ thể và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm mỡ. Ngoài ra nó còn giúp mở hông và đùi, giải phóng căng thẳng và lo lắng. Cách thực hiện như sau. Cũng giống như tư thế gác chân lên tường hình chữ V, bạn sẽ bắt đầu tư thế này từ tư thế gác chân lên tường căn bản. Sau đó hãy từ từ dang hai chân sang hai bên rồi gập đầu gối lại để hai lòng bàn chân chạm sát vào nhau và trượt chân từ từ xuống phía hông. Một lần nữa đừng dùng lực mà hãy sử dụng trọng lực để giúp bạn. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp với các động tác trước khi đi ngủ hữu ích này. Quý vị thân mến, vừa rồi là những động tác trước khi đi ngủ giúp cơ thể bạn khỏe khoắn và có giấc ngủ ngon hơn, đồng thời cũng là bài tập để bạn đốt cháy mỡ thừa và có được vóc dáng thon gọn. Thật dễ thực hiện và đơn giản đúng không nào? Bạn hãy tập hàng ngày và phản hồi lại những thay đổi tích cực của cơ thể cho Ngọc Ánh cùng biết nhé. Và ngoài những động tác đó thì trước khi đi ngủ, bạn hãy thực hiện thêm những thói quen sau đây sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ hơn đấy. Cụ thể đó là những thói quen sau đây. Thói quen đầu tiên là ngâm chân bằng nước ấm. Bàn chân không dễ dàng nhận được đủ lượng oxy do nó có khoảng cách xa nhất tới tim. Bên cạnh đó, nếu vào mùa đông, thời tiết lạnh sẽ khiến các mạch máu bị co lại, cản trở lưu thông máu. Hơn nữa, bàn chân tập trung nhiều điểm châm cứu của cơ thể, nên cần được cung cấp đủ oxy, nếu không sẽ ảnh hưởng đến gan, thận và một số bộ phận khác. Vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn hãy cố gắng dành thời gian ngâm chân bằng nước ấm để thúc đẩy lưu thông máu và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Nếu có thể, bạn hãy thêm vào trong nước ngâm chân một số loại thảo mộc để tăng thêm tính hiệu quả. Thói quen thứ hai là chải tóc trước khi đi ngủ. Trên đầu chúng ta tập trung một số huyệt đạo quan trọng. Việc chải tóc không đơn giản chỉ là chải cho tóc hết rối, mà nó còn giúp kích thích và massage các huyệt đạo này. Tuy nhiên, cũng phải biết chải đúng cách. Đầu tiên, dùng lược chải tóc từ trên xuống dưới, bắt đầu từ đỉnh đầu. Lặp lại động tác này nhiều lần, sau đó dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng ra đầu, phần cổ, tai để cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng, tập trung để chà đầu, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bạn cảm thấy da đầu nóng lên. Thao tác này giúp cho não bộ nhận được đủ oxy, bảo vệ chân tóc và cải thiện trí nhớ. Thói quen thứ ba là đọc một cuốn sách để trau dồi bản thân. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn có thể đọc một cuốn sách để trau dồi và tự hoàn thiện bản thân mỗi tối trước khi ngủ thiếp đi. Nhưng hãy cẩn thận nếu như bạn chọn đọc một cuốn tiểu thuyết gây nhiều tò mò phấn khích như các câu chuyện viễn tưởng và bí ẩn, có lẽ bạn sẽ mất cả đêm để đọc nó. Thói quen thứ tư là tẩy trang trước khi đi ngủ. Bạn có thể đã quá mệt với việc trang điểm rồi lại tẩy trang, nhưng nếu bạn muốn có một làn da khỏe mạnh và tự nhiên, bạn nên bắt đầu thói quen đó ngay từ bây giờ. Việc trang điểm hàng ngày sẽ gây bít lỗ chân lông và ngăn ngừa bã nhờn, một loại huyết thanh tự nhiên của da bạn tiết ra để dưỡng ẩm và hoạt động bình thường. Hơn nữa, nó còn có thể gây ra mụn trứng cá, và nếu bạn không rửa mặt cẩn thận trước khi đi ngủ, thì những bụi bẩn sẽ bám vào da mặt của bạn, phá hệ thống tế bào collagen, tạo ra những nếp nhăn ngoài ý muốn. Thói quen thứ 5 là viết ra những điều bạn biết ơn. Bạn có thể ghi ra từ 1 đến 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn vào trong cuốn sổ của mình, và công việc này sẽ giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Lòng biết ơn luôn là một công cụ mạnh mẽ và hữu hiệu giúp bạn cảm kích những điều bạn đang có mà trước giờ lại cho là hiển nhiên. Bạn có thể dễ dàng quên đi những tiêu cực hàng ngày và cố gắng nỗ lực sống tốt hơn khi gặp phải những khó khăn hay trắc trở. Và dần dần, khi bạn gợi lên những suy nghĩ tích cực trong con người mình, bạn sẽ tự thấy tâm tính mình thanh thản và suy nghĩ hiệu quả hơn. Thói quen thứ 6 là ngồi thiền. Thiền là một thói quen tuyệt vời đối với tất cả mọi người. Bạn có thể giảm những căng thẳng và cảm thấy tĩnh tâm, an bình hơn trong cuộc sống.
những lợi ích của thiền là vô tận, bạn sẽ ghi nhớ tốt hơn, sáng tạo hơn và ít lo âu hơn. Và cuối cùng, thói quen thứ 7 là đánh răng trước khi đi ngủ. Đánh răng trước khi đi ngủ quan trọng hơn đánh răng sau khi thức dậy vì nó giúp loại bỏ tàn dư trong răng miệng và giúp bạn ngủ ngon hơn. Ngoài ra bạn cũng cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ bằng việc tắm và rửa mặt. Tắm nước ấm trước khi đi ngủ rất hữu ích bởi vì sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể bạn sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bạn chỉ việc nằm thư giãn và mí mắt sẽ dần khép lại. Giấc ngủ sẽ đến một cách tự nhiên và thoải mái giúp bạn thư giãn. Quý vị thân mến, chỉ bằng những thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ là bạn đã có thể tự bảo vệ được sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Hãy áp dụng và chia sẻ để mọi người cùng thực hiện quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.